Có vài việc dọn dẹp lặt vặt thôi mà làm cái gì mệt mỏi vậy? Được, được. Tích chù, cháu sao vậy? Kệ, cho nó nằm đó nghỉ đi, vào ăn với ta. Xem cái bộ dạng của ngươi, chắc là từ trước tới giờ chẳng hề biết dọn dẹp gì đúng không? Vậy Tích chù còn bé, lại vụng về nên còn vụng thì phải tập cho hết vụng. Có vài việc lặt vặt ở trong nhà mà ngươi cũng không biết làm nữa. Cháu không ngờ chỉ là những việc vặt mà cũng mệt nhọc đến như vậy. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp việc cho bà nhiều hơn. Ta là kẻ giữ lời, vì ngươi đã dọn dẹp rất sạch sẽ nên ta thả bà cháu nhà ngươi đi. Đây là soi gất thần kỳ, chừng nào ngươi còn ở núi Thiên này thì sẽ ăn mãi không hết. Xem như là quà ta tặng cho nhà ngươi. Cảm ơn cháu yêu tình.